Đã bao giờ mà các bác gặp cái trường hợp khách hàng rất là nổ ấy, nổ kinh khủng khiếp nhưng đến khi thanh toán thì lại kỳ kèo từng đồng một chưa? Mình trước nhá, cách đây mấy năm trước rồi Thảo còn đang làm tiệm ấy, thì có một khách hàng đến làm chân, mình vẫn nhớ lắm vì nó rất là ấn tượng. Đến làm neo chân đúng không? Thì nhặt ra lấy khóe rồi là sơn gel trơn. Thì trong lúc làm hai cô cháu vẫn nói chuyện rất là bình thường vui vẻ. Thì cô ấy có nói rằng là cô ấy khoe, thì đây là mình giả giọng cô ấy nhá, chứ không phải mình mỉa mai hay là mình bôi bác gì nhá. Cô ấy nói với mình rằng là kiểu mình vẫn đang làm mà cô đang nói đúng không, cô bảo này cô nói cho mà nghe nhá, cái váy này ấy Thảo có biết là cô mua bao nhiêu tiền không? Mình bảo cháu không biết, cô mua cái váy này là 8 triệu đấy, còn những cái váy ngủ ở nhà của cô nhá không có một cái nào dưới 4 triệu luôn, toàn từ 4 triệu trở lên thôi. Mình kiểu oh wow ấy, mình kiểu khen và đồng tình ấy. Bởi vì mọi người biết là khi khách hàng mà khoe thì mình phải khen chứ đúng không ạ? Mình cũng đồng tình và mình cũng tin thật. Đấy, mình kiểu oh, cô thật là một người sành ấy. Đấy, mọi chuyện vẫn nói chuyện vui vẻ. Vẫn rất vui vẻ, mặc dù là cái chân của cô ấy là như này. Mọi người làm cho khách, mọi người gặp trường hợp chân nhá, cô ấy bong chóc da toàn phần, tức là bong chóc da kiểu lòng bàn chân với xung quanh ngón chân, chứ không phải là khóe nhá, bong hết ra như thế. Và chân thì có mùi hơi nặng chân bình thường một chút, nên mình đã xử lý ngâm thảo mộc rồi các thứ. Và khi làm ấy thì mọi người biết cái khách thì hay chỉ trỏ là à, chỗ này còn da, chỗ kia còn da. Nhưng mà chân cô ấy bị chóc như vậy, xử lý lâu dã man luôn. Bộ móng chân đấy làm lâu hơn gấp đôi bộ móng bình thường. Và đến khi thanh toán, mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi thanh toán này. Thì mình có báo giá là bộ này là 100.000, tức là bao gồm sơn trơn, nhặt da, lấy khóe các thứ rồi. Thì mọi người biết phản ứng của cô như nào? Cô kiểu, cái gì? 100.000 á? Bộ này bình thường á? Cô chỉ làm 50.000 thôi. Đấy, thế xong cô vứt tiền trước mặt bàn, xong cô đi thẳng ra cửa luôn. Xong cô quay lại, cô chỉ mặt mình, cô nói rằng là này nhá, làm ăn như thế là không được đâu, xem lại cách tính tiền của mình đi, chẳng ai làm thế cả đâu. Cô đi về luôn. Đấy, nếu là mọi người trong trường hợp này, mọi người sẽ xử lý như thế nào? Mình nghĩ là làm dịch vụ hay gì mọi người cũng sẽ gặp một lần, ít nhất một lần. Còn trường hợp này thì sau đó mình đã xử lý và cô ấy đã quay lại để xin lỗi mình luôn. Thì ở